Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại Phương Nam Bay nhé Thì hôm nay em về được một ít sản phẩm này em muốn giới thiệu cho anh em Anh em nào muốn mua hàng hãy theo dõi clip giúp em nhé Đầu tiên em giới thiệu lại quy trình là việc bên em là cọc trước phí ship 50 đến 100 nghìn Tùy theo giá trị của máy Nếu giá trị của máy là trên 4 triệu là 50 nghìn À là 100 nghìn, dưới 4 triệu là 50 nghìn nhé Bên em có ship code nhận hàng anh em được kiểm tra test máy ok xong mới thanh toán nhé Hiện tại thì bên em không nhận miền miền, miền, miền Nam đó, miền trong ấy còn miền trung, uh, miền tây hoặc là miền bắc thì bên em vẫn nhận nhé. miền nam, uh, hồ chí minh, bình dương các thứ là em không nhận nữa nha anh em nhé. bên bưu điện nó cũng không nhận nữa rồi. số điện thoại là 036860 tuyệt bên em chỉ dùng duy nhất số điện thoại này nhé, không dùng bất cứ số điện thoại nào khác. mọi số điện thoại khác liên hệ với anh em không phải kênh phương nam mobile hoặc là uh, không phải em, nói chung là như vậy. bên em không liên quan. ok chưa? facebook là bùi phương nam và fanpage phương nam mobile em để đường link phía dưới nhé đây cho anh em xem fanpage phần nam Mobile. anh em mua hàng thì nhắn tin vào fanpage giúp em nhé đây là fanpage của em nhé đó em hay đăng mặt hàng lên đây nhé đây, hey. đây hey, các đơn hàng của em đây đơn hàng gửi cho anh em đây sáng em bán đây nhé anh em nhé đây là sáng nay s10 s10 m 10 Bluetooth à, google pixel roi 4 này các thứ nha anh em nhé ok anh em mua hàng cứ nhắn tin vào fanpage phần nam mobile còn nếu mà anh em nào đã biết em rồi thì tới qua phần này và xem phần giới thiệu máy chi tiết nhé những cái sản phẩm nào ở đây không đáp ứng đủ nhu cầu của anh em anh em có thể bình luận phía dưới những sản phẩm nào anh em muốn mua em sẽ cố gắng điều về cho anh em nhé đó ok phương năm mobile nhá em để link phía dưới đầu tiên thì em giới thiệu cái con Google Pixel 3 Google Pixel 3 thì em về hôm qua hôm kia ấy, về được 25 cây 25 cây thì cũng bán được 56 5 6 cây rồi đó đấy là chia sẻ luôn với anh em còn à, hiện tại thì em vẫn còn một ít anh em nhé bán giá cho anh em là 2 triệu 650 đến 2 triệu 850 tùy từng cây nhá anh em nhé đây như những cái cây này là 2 triệu 650 đây đó 2 triệu 650 đây đó ok chưa anh em mua hàng thì cứ nhắn tin vào fanpage phương nam mobile hoặc gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 03 em sẽ chụp ảnh và báo chi tiết cho anh em máy đây là máy zin nhá con này là RAM của nó là RAM 4, 4 64 GB, chạy con chip Snapdragon là 845 nha anh em nhá. Mà là mà màn POLED. Đó, 5.5 inch Full HD+, cộng, cam sau con này là 12.2. Pin là 2915 mAh, 12.2 nhưng mà cam xóa phông của nó cực kỳ ngon, cam của nó khá ok. Như tầm giá hơn 2 triệu 2 triệu 650 thì anh em có thể xem con này nhá. À, nhất là màn OLED này. Thứ hai đó là Má pin sai Nhầm à Có nhầm à Ok Mà nó led nha anh em nha Snap gần 845 Thì cũng không phải là dạng 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 Quá kém đâu Đó Dạng anh em mà mua trong cái tầm giá thì Đây em để thử một cây đứng đứng lên để chụp ảnh Xóa phong cho anh em xem nhá Đây Thử điểm cây đứng lên chụp ảnh xóa phong cho anh em Đây nhá tí sẽ cho anh em xem này. đây đợi nó, ok, đây đợi nó làm, làm, làm xử lý xong nhá. đây xóa phông rất là đẹp anh em nhá, xóa phông rất là đẹp đây là để cái nền này, đó, em, em cho xe anh em xe này. cập nhật ngay. đây anh em nhìn những con con như này, nếu mà để một mình thì xóa phông mới ngon này anh em, đó xà phông rất là ngon luôn anh em thấy xà phông cực kỳ ngon luôn đó, giá bán chỉ 2 triệu 650 thôi nhá 2 triệu 650 Android thì hỗ trợ Android cực kỳ tốt đây giới thiệu Android con này toàn 10 11 thôi anh em nhé toàn 10 11 thôi đó ok chưa giá bán là 2 triệu 650 đến 2 triệu 850 anh em mua thì cứ liên hệ trực tiếp với em đây tiếp theo giới thiệu cho anh em HTC U11 con này thì được cái hai sim được cái hai sim nhé và pin mới 100 phần nữa vân tay một chạm giá bán con này là 2 triệu 650 nhé 54 64 gb và chạy con chip sao gần là 835 con này 835 cho anh em nhé XS. XS thì em bán với giá là màu vàng là 8 triệu 6 Máy Zin mã mi nhá Màu đen là bán cho anh em là 8 triệu ba nha anh em nhá Máy zin chuẩn zin Mami Phay đi ok hết Máy phun chức năng không lỗi lầm nha anh em nhé Đây Mami tế Mỹ nha anh em nhá 64 ghi 2 sim một e sim và một sim thường nha anh em nhá Mami 2 sim 1 e sim và một sim thường à. Samsung S10 S10 thì Giá 5 triệu 090 cho đến 5 triệu chín Tùy từng cây nhá Samsung S10 còn đen trắng còn đen trắng nha anh em nhá đó Mami, Mami chạy Snapdragon 815 nhé, không giống như mã má... mã Hàn nhá. Mã Hàn sẽ chạy chip Exynos. Và cái mã chạy Snapdragon này thì nó sẽ tối ưu cho anh em chiến game sẽ ok mạnh hơn nhá. Đây cô ok cho U1 này, con này chạy bản ROM quốc tế này. Con này chạy bản ROM quốc tế này. Có quan nó chạy, có con là không anh em nhé Đó. Anh nhiều anh em thích chạy sẵn bản ROM quốc tế nhá. Con này hết pin. Giá bán uh, con này là 5 triệu 090 đến 5 triệu 390 Với cái cấu hình con S10 Ma Mỹ này ấy, thì cấu hình của nó là 58GB, bộ nhớ 128GB, chạy con chip Snapdragon là 855 Zin màn đẹp không ám ố nha anh em nhé, không bị lưu ảnh à. Nói chung là máy Zin nguyên áp màn màn Dynamic AMOLED rất là đẹp 6.1 inch, đôi con giải của nó là 2K cộng Cam sau con này là 16, 12, 12 Cam trước là 10 chấm Pin là 3400mAh và có chỗ sáng nhanh nha anh em nhé Giá bán con này 5090 và 5390 tùy từng cây. Đây. Samsung S10 nhá, MAU là Mami nhá anh em nhá. 5090 đến 5390 tùy từng cây nhá anh em nhá. Còn đúng một cây S10 Plus này. S10 Plus màu đen này, còn đúng một cây nha anh em nhá. Đó, thì con này thì nó cập nhật cao hơn con S10 một tí, là màn rộng hơn. Màn con này là 6,4 4 inch. Đây là pin con này hơn pin con này là 4.0001 đó và giá cũng hơn giá 5 triệu 990.000 và điện 6 triệu 200.000 tùy từng cây thì con này giá là 6 triệu2 anh em nhé đó lại lại đẹp hơn thì giá là 6. 2 5 triệu 990.000 thì lại xấu hơn em đã bán hết rồi nha em nhé Con này là màn hơn này pin hơn này cam trước hơn này cam trước con này là 10. Chấm và 8 chấm cam trước con S10 chỉ là một cam thôi nha anh em nhé Ok máy zin nguyên áp suất và màn đẹp không ám ố không bị lưu ảnh nha anh em nhé ma mỹ còn đúng một cây bán rất là chạy s 10 bluetooth bán rất là chạy à. tiếp theo giới thiệu cho anh em là còn một cây s 9 bluetooth cây này là khách không nhận được hàng đó có lý do chính đáng đó, ok con này là màn đẹp không ám ố nhá màn đẹp không ám ố, không bị lưu ảnh Mà hàng nguyên di nguyên áp mã nhật mã nhật nha anh em nhé thông tin bộ nhớ của nó là RAM 6 64 nhá. Con này là chạy con chip sao gần là 845. Giá bán con này là 4 triệu 200 nghìn 4 triệu 200 nghìn nha anh em nhé Đây con này cũng là Ok Con này là còn một con cuối cùng là Samsung S20 FE này. Đó S20 FE Màn 120Hz nhé Đây S20 FE 5G này Màn 120Hz Mỹ nha anh em nhé RAM con này RAM 6 Ô nhớ 128GB và chạy con chip Snapdragon gần 865 mà là màn Super AMOLED rất là đẹp 6.5 inch và tần số quét của nó là 120 Hz, cam sau là 12, 12 và 8 chấm. Cam trước là bao nhiêu nhỉ? Quên mất rồi. con <laughs> này là pin là 4500 nha anh em nhé pin 4500. Pin 4500 nhá. Và có sạc nhanh 25W, con này là hỗ trợ sạc nhanh 25W, giá bán là 8 triệu mốt nhá. 20 FE 5G. Màn này, anh em nhìn thấy màn vuốt cực sướng luôn, màn 120 Hz mà. Đó, ok nhá tắt nguồn tắt nguồn thì con này anh em phải bấm cả nút uh, giảm âm và nút nguồn nhé anh em nhé ok nhớ anh em lại không biết tắt nguồn con này Đó. không phải là em chê nhớ anh em không biết tắt nguồn mà là rất nhiều người không biết tắt nguồn thật tại vì khách hàng mua bên em mà còn không biết tắt nguồn đấy thì em phải giới thiệu thì bây giờ thì tiện thể em nói qua luôn chứ không phải là là có gì đâu à, tiếp theo là yết yep. à nhầm Vsmart Joy 4 và Vsmart Star 5 em về được 40 cây 40 cây thì em chưa đăng video nào đây là video đầu tiên thì em đã bán được 4 cây rồi đó khoảng 36 cây 36 cây Vsmart Joy 4 bản 464 và 664 này về Star 5 là 464 này không có bản 53 nhá anh em lưu ý giúp em là không có bản 53 thứ hai là lưu ý giúp em giá đã lên rất là cao giá đã lên rất là cao anh em nào cảm thấy mua được thì mua không mua được thì thôi đó bên em không bắt ép cũng không nói chung là không nói nói nhiều đó giá lên rất là cao em mới đã bán được bốn cây rồi chưa lên video đã bán bốn cây rồi nha anh em nhé giá thì anh em nhiều khi là khách hàng ở Việt Nam mình ấy, thường có suy nghĩ là giá thường là sẽ giảm đúng không đa số là như vậy nhưng cái dòng này là dòng đặc biệt giá tăng thứ nhất những cái dòng này em không nói nhá Những dòng Samsung hay là Google hay là iPhone Không nói Giá lên Một là trường hợp Thứ nhất là vận chuyển khó khăn Đúng không? Cấm biên uh, Máy bay cấm uh, Các thứ Đó ok chưa? Là giá sẽ lên Đó Thứ hai là dòng này Dòng này là Anh em thử nghĩ đơn giản là cung mấy cầu thôi Nguồn cung cấp của nó không còn sản xuất nữa Mà do với cấu hình thì nó bán bây giờ nó quá rẻ nó giá lên nhưng mà vẫn thuộc dạng rẻ trong 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 cái phân khúc trong cái tầm giá tiền đấy nhá trong cái tầm cấu hình ấy nên rất nhiều người muốn mua rất nhiều người muốn mua rất nhiều người muốn mua mà nó không ngừng, ngừng sản xuất nữa nó ngừng không sản xuất nữa thì anh em biết tại sao giá lên không tại vì những cái đầu buôn ấy nó bán giá lên chứ không phải do bà em em bán lẻ thôi em cũng chỉ được lãi được trăm rưỡi hai trăm trăm tám tùy từng cây đó tại vì sao giá nó lại lên như vậy đầu buôn ấy nó ôm khi nhà về hãng về smart nó xả ra nó ôm cả vạn cây vài vạn cây anh em ạ nó để ở kho ấy. đó thì thị trường lúc ý rất là nhiều người mua thực sự rất nhiều người mua nhưng bọn họ không bán nữa đó em là buôn em biết mà có ông anh ông om ông không bán nữa để một thời gian nó mới bán tại vì ông biết chắc chắn là giá lên và giá đang lên đang lên theo từng ngày lên theo từng ngày tại vì dịch mà đó đúng không anh em không ngừng sản xuất nữa nên giá lên đây anh em nói chung là không sai dòng nữa đó anh em nào mua được thì mua ủng hộ em còn không thì thôi nhá anh em bỏ qua nhá đừng có quan trọng uh, <laughs> vấn đề nhá nhiều cái các chi nhánh lớn cũng hết hàng mà đó có hàng mấy đâu về Smart Joy 4 bản 464g giá bán con này là 2 triệu 590.000 bản 664g là 2 triệu 790.000 đó, nhưng lô đồ em bán rất là rẻ Nhưng mà lô những cái lô này thì giá nó cao Thì em bắt buộc phải bán giá cao VSmart Star 5 bản 464GB Bán giá 2 triệu 350 nghìn nhá Đó, máy là máy mới Nguyên siêu 100% nhá máy mới 100% nguyên siêu và bảo hành 18 tháng ở hãng nhá. Hãng nó ngừng sản xuất nhưng nó vẫn hỗ trợ bảo hành nha anh em nhá. À, từ về cái cấu hình ấy thì con Star 5 này thì sẽ được tặng một con sim này. Sim này thì anh em ra cái cửa hàng Việt Avina à, Vina Cửa hàng Vina bảo nó kết nối cho nhá anh em nhá. Sim là sim không rơi ở trong máy ấy, nó kết nối được thôi. Còn anh em mình không kết nối được đâu. RAM 4, bộ 64, chip là Helio G35, màn rộng 6.52 inch. HD tần số quét con này được cái tần số quét màn của nó là 60Hz nhá. Giá rẻ mà lại 60 hết 2 triệu 350 nghìn Cam sau có 3 cam 12 chấm 2 chấm à 13 chấm 2 chấm Và 2 chấm Cam trước là 8 chấm Được cái viên pin 4 000 À 5 nghìn 5 000 Anh em lưu ý giúp em là pin 5 nghìn máy mới Các chú các bác có dùng thoải mái nhá 5 nghìn máy mới là nó còn nguyên 5 nghìn Đúng không ạ 2 triệu 350 nghìn Có sạc Con này là hỗ trợ sáng nhanh là 15W Đó, đó Sáng nhanh 15W ừ. Ok chưa còn cái cấu hình con roi 4 này ấy, thì cao hơn con Stana một chút đó là chạy con chip snap gần là 665 nhá màn rộng 6,5 bay, full HD cộng. tần số quét cũng là tần số quét của nó là 60 hz nhá đó rất ít những sản phẩm uh, hơn 2 triệu một chút một tần số quét là 60 hz nhá anh em nhá chạy con chip snap gần 665 mà lại còn máy mới nguyên siêu bảo hành 18 tháng hàng, hàng, hàng. cam sau con này là 16.8 chấm 2 chấm và 2 chấm nhá anh em nhá cam trước con này là 13 chấm pin là 5.000 mAh có chỗ sạc nhanh 18W nha anh em nhé máy là máy mới nguyên siêu cũng là máy mới nguyên siêu anh em mua hàng thì ủng hộ em nhé còn giá cao thì anh em có thể tham khảo những chỗ khác nhé đó bên em không không có ý gì đâu nhưng mà thực sự ra là giá cao em bảo thẳng giá cao chứ em có bảo là là như nào đâu 036860 từ quý hai nhá anh em mua hàng liên hệ trực tiếp số điện thoại này vào fanpage phương nam mobile xem chi tiết nhé. ok chào mừng anh em